Hi. À, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Giờ. Mình là Tàu Lao, chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Bà Lô Tà Ly. Đây là sân của anh Nguyễn Hòa, đường Kim Đồng, ấp Bình Phú, xã Long Tân, Nhân Trạch, Đồng Nai. Sân này cũng gần, rất gần nhà Chắc Sầu Riêng. À, Chắc Sầu Riêng một trong những cầu thủ rất nổi tiếng của Nhân Trạch, Đồng Nai. Đứng trước hàng đồng kính 5 là tem của Cường Cao, lỡ 1m41. Còn bên kia là tem của Tùng Tiền Tỷ với sự xuất hiện của San Thomas, Chi Mexico, bên cam. Và Công Quách. Ba một. Lại là đánh bóng không qua lưới của tem Cường Cao. 4-1. Các bạn nhìn lửa làm gì đây? Quá ghê cho San Thomas. Các bạn thấy phong cách của San Thomas giống như một trong những ca sĩ hip hop. Nón đen, áo đen, quần đen, tất đen và sơ mi đen. Cường Cao. Đáng tiếc cho San Thomas đã lưới rồi. 3-4. Mấy năm à? 2 năm. Xin lỗi các bạn. 2 năm. Lại là lưới nữa rồi. 6-2. Ở đây sân bóng này có rất nhiều kèo chế nha các bạn. Kỳ solo, kỳ 12m, đầu chân ngực chỉ có hết nha các bạn. Các bạn nào có đam mê thì hãy đến sân này nha. Cà Facebook, đường Kim Đồng, ấp Bình Phú, xã Long Tân, Nhân Trạch, Đồng Nai. 3-6. Công Quách. Quá ghê, ta chạy. Bảy ba. Quá ghê. Một pha kết thúc đầy quy luật, nhanh gọn nhẹ của số 13, bi số 2. 4-7. San Thomas. Và phòng thủ hay của lửa. San Thomas. Tám bốn. Bóng ngoài. 5-8. Quá hay cho Cường Cao. Vẫn còn. Một pha xử lý quá hay gì đâu của Cường Cao. 6-8. 12 điểm tới. Lại là một pha vụt mốc của bên số 2 của tem Cường Cao. 9-6. Một pha xử lý hay vừa rồi của lửa. 7-9. Bên kia ông bầu chị hai là Tùng Tiền Tỷ. 8-9-0. Lại là một pha giật bóng trên đầu lưới quá hay vừa rồi của Cường Cao.
8 trên. Mười tám. Đây là đường Kim Đồng, sân cà phê Sport. Mười tám, ấp Bình Phú, xã Long Tân, Nhân Trạch, Đồng Nai nha các bạn. Đáng tiếc cho mũi giữa vừa rồi, cái tem cực cao đánh bóng không có lưới. 11-8 nghiêng về cho tem Tùng Tiền Tỷ và Sang Tomo. Đáng tiếc cho con Bách phát bóng ra ngoài. 9-11. 9-11. Và phạt bóng hỏng rồi của Cường Cao. Tỷ số 12-9. Kết thúc cho tem Tùng Tiền Tỷ. Xin mời các bạn xem tiếp set thứ 3 của cặp đấu này luôn nha. Các bạn nhìn kỹ nhung nhang một lần nữa của Sang Tomo đi. Giống như ca sĩ hip hop trước đây là Michael Jackson. Không. Xin nhắc lại các bạn biết đây là sân đường Kim Đồng, cà phê Sport của anh Nguyễn Hòa. Ấp Mỹ Phú, xin lỗi các bạn. Một không. Phản công cho Sang Tomo. 2-0. Cái gì tự nhiên qua là ấp Phú Bình hả ta? Đúng rồi. Ở ngoài còn có rất nhiều cầu thủ ẩn nấp ở ngoài rất hay. Trận đấu đang thế tem khác vào.